Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ đang có những dấu hiệu leo thang khi Mỹ đã hai lần tuyên bố áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhà đầu tư trên thế giới đang tìm đến đồng đô la Mỹ như một kênh trú ẩn an toàn. Chính vì thế, đồng đô la Mỹ mạnh lên, các ngoại tệ mạnh khác trên thế giới sụt giảm, trong đó có đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng nội tệ của Việt Nam. Khi chiến tranh thương mại leo thang thì đồng nội tệ mất giá, các biến số vĩ mô trong nước liệu có bị tác động hay không? Tỷ giá tăng, xuất khẩu có thực sự được hưởng lợi? Chương trình tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi sẽ đề cập về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Và trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua một số diễn biến liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và những biến động của một số đồng tiền chủ chốt qua phần tổng hợp ngay sau đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắn đi phát súng mạnh nhất trong cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu khi chính thức áp dụng thuế quan lên 34 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Cụ thể, vào 0 giờ 1 phút sáng ngày 6 tháng 7 theo giờ Washington, Hải quan Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế 25% đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, từ những chiếc máy cày cho đến chip bán dẫn và linh kiện máy bay. Chưa dừng lại, Mỹ tiếp tục tấn công Trung Quốc với một loạt các lệnh trừng phạt thương mại khác, gồm mức thuế 10% trên 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả cần thiết. Cuộc chiến thương mại nổ ra, nhà đầu tư trên thị trường quốc tế đã tìm đến đồng đô la Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn. Chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng tốc ngay sau khi cuộc chiến thương mại nổ ra. Đã có thời điểm US Dollar Index chinh phục thành công 95,241 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 6. Với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc dường như không thể kiềm chế được đồng nhân dân tệ mất giá. Trước đó, đồng nhân dân tệ đã có 14 phiên giảm liên tiếp. Tính từ đầu năm tới nay, nhân dân tệ giảm khoảng 5% so với đồng đô la Mỹ. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm của ngân hàng nhà nước cũng liên tục được điều chỉnh tăng, cùng xu hướng với đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường thế giới. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại duy trì giá mua bán đồng bạc xanh trên mức cao, phổ biến tại 23.010 đồng một đô la Mỹ và 23.080 đồng một đô la Mỹ, tăng 1,4% so với đầu năm. Theo các chuyên gia kinh tế, khi chiến tranh thương mại diễn ra, tất cả các nước trên thế giới đều không tránh khỏi sự suy giảm của tăng trưởng kinh tế, bởi cuộc chiến này sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động thương mại trên toàn cầu. Riêng đối với Việt Nam, khi tỷ giá đang có xu hướng tăng nhanh như trong thời gian vừa qua, áp lực đối với lạm phát cũng đang lớn dần lên, từ đó gây ra những tác động không tích cực tới tăng trưởng kinh tế. Sau khi Mỹ chính thức áp thuế đối với nhiều hàng hóa của Trung Quốc, đồng bạc xanh trên thị trường thế giới đã có sự bứt phá mạnh và có thời điểm vượt qua mức đỉnh 95 điểm trong thời gian vừa qua. Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước cũng đã được điều chỉnh tăng theo xu hướng mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, tỷ giá tăng nhanh đồng nghĩa với áp lực tới lạm phát trong nước cũng đang gia tăng, đe dọa tăng trưởng kinh tế. Sẽ rất là rủi ro nếu chúng ta phá giá thì khiến cho cái giá hàng hóa nhập khẩu ở Việt Nam nó tăng lên và do vậy nó gây ảnh hưởng đến giá hàng hóa tiêu dùng. Và theo tôi thì cái tác động thứ hai nó cũng nghiêm trọng không kém tác động đối với lạm phát, đó là cái chi phí sản xuất, bởi vì chúng ta biết rằng cái kinh tế Việt Nam thì phụ thuộc rất nhiều vào cái nguyên vật liệu nhập khẩu, đặc biệt là nguyên vật liệu nhập khẩu. Do vậy thì khi mà phá giá đồng tiền Việt thì nó có thể dẫn làm tăng cái giá hàng hóa nguyên vật liệu nhập khẩu của Việt Nam, và do vậy nó khiến cho cái thâm hụt của thương mại của Việt Nam nó lớn hơn cái chi phí sản xuất tăng lên, và do vậy có thể làm giảm cái tăng trưởng của Việt Nam. Ngoài ra, trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế lớn là Trung Quốc và Hoa Kỳ, hoạt động thương mại của Việt Nam cũng như các nước khác đều chịu ảnh hưởng nhất định, trong đó có cả những đối tác xuất nhập khẩu của Việt Nam như EU, Nhật, Hàn Quốc hay các nước Đông Bắc Á. Đây là yếu tố bất lợi cho một nền kinh tế hiện đang phụ thuộc lớn vào xuất khẩu như Việt Nam. Trong một cuộc chiến tranh thương mại này, kinh tế toàn cầu sẽ rút gọn lại, sẽ giảm thiểu đi ngược lại với lại cái xu hướng mà chúng ta đã nhìn thấy trong 10 năm qua. Thế thì Việt Nam ở đâu ở trong cái bối cảnh đó? Việt Nam càng ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Và khi mà mậu dịch thế giới mà thu rút lại, rút gọn lại, giảm thiểu đi, thì Việt Nam của mình sẽ bị chịu tác động rất nhiều. Đặc biệt nữa là GDP của Việt Nam dựa rất nhiều vào xuất khẩu. Mà nếu mà những cái thị trường xuất khẩu của chúng ta mà bị ảnh hưởng, thì GDP của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thì cũng xuất phát từ cái chuyện là kinh tế của chúng ta tăng trưởng tốt nhiều vào FDI, phụ thuộc đáng kể vào vấn đề là tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống của chúng ta. Thì cái rủi ro nó là cái chiến tranh thương mại hiện nay giữa Hoa Kỳ với EU, giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc.
thì cái đấy nó cũng là một cái rủi ro đối với tăng trưởng của 2018, nửa cuối 2018 cũng như trong 2019. Nếu phá giá đồng nội tệ, nợ công cũng sẽ trở thành gánh nặng lớn đối với chính phủ Việt Nam. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017, tình hình nợ công của Việt Nam ước khoảng 61,3% GDP, thấp hơn con số dự tính ban đầu năm 2016 là 64,5%. Nghĩa vụ trả nợ của chính phủ trong năm 2018 khoảng 275.330 tỷ đồng. Mỗi phần trăm tỷ giá tăng lên, đồng nghĩa với bài toán trả nợ trở nên khó khăn hơn. Cái nợ công, bởi vì một khi tỷ giá mà tăng lên đồng tiền mất giá, thì cái nợ công của mình là cả vấn đề. Thế tuy nhiên thì dù sao nữa thì chúng ta là một nước đang phát triển và chúng ta phải cần rất nhiều cơ hội để phát triển. Và trong phát triển thì chúng ta phải huy động nguồn lực. Và trong đó thì chúng ta phải huy động nguồn lực từ nước ngoài. Thì nếu mà chúng ta giảm tỷ giá ở mức ngoài, ở mức quá lớn, tức là giảm giá trị đồng, thì sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng trả, thực hiện cái việc trả vốn nước ngoài của chúng ta, nhất là vì chúng ta buộc phải vay bằng ngoại tệ. Thì lúc đấy đôi khi cái phần thu từ nhập khẩu chưa chắc đã đủ để bồi hoàn cho cái nghĩa vụ mà chúng ta trả nợ cho nước ngoài. Các chuyên gia khuyến cáo, chính phủ Việt Nam cần phải có những chính sách tỷ giá mềm dẻo để hạn chế nhất những tác động tiêu cực từ tỷ giá tới nền kinh tế của Việt Nam trong nửa cuối năm 2018 và những năm tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, tỷ giá tăng, xuất khẩu sẽ là đối tượng được hưởng lợi từ biến động tỷ giá. Thế nhưng, nếu cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc này ngày càng căng thẳng, mức mất giá của đồng nội tệ cũng mạnh hơn, thì liệu rằng các doanh nghiệp xuất khẩu có thực sự vui mừng hay không? Phóng sự sau sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Là một doanh nghiệp nông sản xuất khẩu, theo ước tính của doanh nghiệp này, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng đã tăng giá 1,4% so với mức tỷ giá khi doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu với các đối tác. Với mức biến động này, doanh nghiệp đang được hưởng lợi từ biến động tỷ giá. Đồng nội tệ của chúng ta mất giá và đồng đô la Mỹ đang tăng lên. Tôi tính cái tỷ suất tăng khoảng độ 1,4% so với hiện nay. Thì như doanh nghiệp xuất khẩu của chúng tôi thì chúng tôi cũng đang được hưởng lợi từ cái khoảng tỷ giá chênh lệch khoảng tầm từ 1-2% vào tỷ suất lợi nhuận. Một thực tế có thể nhìn thấy, trong năm 2015 khi nhân dân tệ phá giá, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng cũng tăng tới 5% trong cả năm 2015. Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, nếu kịch bản này tiếp tục xảy ra khi cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc lớn là Trung Quốc và Hoa Kỳ leo thang, doanh nghiệp xuất khẩu trong nước không hề có lợi, thậm chí đây còn là thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Cái cạnh tranh của Việt Nam so với các nước là khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ là nó sẽ bị khó khăn hơn. Bởi vì cái lúc đấy là cái giá của Việt Nam so với giá của một số nước khác cùng chịu ảnh hưởng nó sẽ bị cao hơn. Kể cả khách Nhật và doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với nhau là dùng cái đồng tiền ngoại tệ chung là đô la Mỹ. Tuy nhiên nếu đô la Mỹ tăng và tỷ giá của đồng yên giảm thì vô hình chung là chúng tôi đang tăng giá đối với khách và điều đó sẽ tạo ra một cái hệ lụy là rất nhiều khách hàng đang bị tăng giá và chúng tôi sẽ mất cái sự cạnh tranh với các đối thủ ở các nước bạn và đặc biệt nữa là chúng tôi cũng sẽ bị các khách hàng cũng sẽ ngần ngại để ký được những cái hợp đồng lâu dài. Không chỉ khó hỗ trợ cho xuất khẩu, thì giá tăng, áp lực tăng lãi suất cũng tăng theo. Nếu lãi suất tăng, chi phí vốn sẽ là gánh nặng đối với doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Một trong những cái biện pháp mà để giữ cái như là nước vẫn muốn ổn định tỷ giá thì cũng vẫn có thể phải điều chỉnh cả lãi suất gửi ở trong nước. Và đấy là cái dẫn đến là có một khả năng là lãi suất bị điều chỉnh. Thì tôi cho rằng đây là hai cái rủi ro vĩ mô lớn nhất của đối với doanh nghiệp. Tỷ giá một khi mà nó tăng quá mức thì chắc chắn là nó sẽ kéo theo là lãi suất chắc chắn là sẽ tăng. Và đấy là cái điều mà không mong muốn của nền kinh tế. Một khi lãi suất đầu vào mà tăng thì lãi suất đầu ra chắc chắn sẽ tăng. Và một khi tăng lãi suất như vậy thì làm tăng chi phí vốn của nền kinh tế và doanh nghiệp. Và như vậy thì lại cho dẫn đến là doanh nghiệp rất là gặp khó khăn. Theo đề xuất của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tỷ giá chỉ nên biến động từ 1-2% trong cả năm 2018. Có như thế mới hỗ trợ được cho xuất khẩu, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Như vậy có thể thấy cuộc chiến thương mại sẽ tạo ra không ít áp lực cho nền kinh tế Việt Nam nếu như chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước không được kiểm soát tốt. Vậy điều hành chính sách tiền tệ của nửa cuối năm cần phải lưu ý những vấn đề gì để hạn chế tối đa những tác động không tích cực từ cuộc chiến này? Mời quý vị cùng đến với chùm ý kiến ngay sau đây.
chính sách tiền tệ thì cần đòi hỏi cái công tác điều tiết cung tiền cũng như là tỷ giá cũng cần phải linh hoạt và thận trọng. Cung tiền thì theo tôi thì không nên tăng quá 15% trong năm nay. Thế tỷ giá thì chúng ta cũng cần phải thận trọng. Vẫn luôn luôn nói là chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá, chính sách lãi suất là linh hoạt và thận trọng. Nhưng mà thận trọng, nhưng mà phải trong cái bối cảnh mình xem xét làm sao nó phải kịp thời, nó phải linh hoạt, nó phải sát với tín hiệu thị trường và phải chú ý các biến số vĩ mô trong tổng thể của nền kinh tế để tạo điều kiện cho nền kinh tế ổn định, kiểm soát được lạm phát và có điều kiện duy trì tăng trưởng như mong muốn. Cái đứng trên Việt Nam thì chúng ta đang rất là linh hoạt trong cái việc mà chúng ta áp dụng cái tỷ giá thời gian vừa qua. Và nếu mà nhìn trong thời gian gần đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đồng Việt Nam đồng có thể giảm giá so với bảng cả với đồng Trung Quốc lẫn như là đồng Mỹ, thì đồng đô la Mỹ. Thì ở đây là chúng ta đang có một chút thặng dư trong quan hệ xuất nhập khẩu với Mỹ, nhưng lại chúng ta lại thâm hụt với Trung Quốc. Nhưng rõ ràng là cả đối với hai đồng ngoại tệ này thì chúng ta tỷ giá của đồng Việt Nam vẫn đang có xu hướng giảm giá so với cả hai đồng này. Như vậy, ở đây ngoài cái yếu tố cán cân thương mại, nó có các yếu tố khác nữa, nó ảnh hưởng đến cái trực tiếp cái giá trị đồng tiền của Việt Nam. Vì vậy thì tôi chốt lại thì tôi nghĩ rằng thế này này, là tỷ giá của Việt Nam nên tiếp tục được điều chỉnh một cách phù hợp với cái diễn biến của đồng nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ. Và nó cũng dựa trên thực lực của nền kinh tế và đặc biệt nữa là dựa trên cái xuất khẩu của mình. Thứ hai nữa là ngân hàng nhà nước cũng nên có một cái sự cân nhắc để điều chỉnh sao cho nó đảm bảo cái nguồn cung ngoại tệ đáp ứng cái nhu cầu mà chính đáng, để tránh trường hợp khan hiếm và nó tạo ra cái tâm lý phải mua vét và dự trữ. Chính sách huy động tiền đô la của Việt Nam bằng không đó, cũng nên có sự mềm dẻo để làm sao đó chúng ta là tránh cái tâm lý, tránh cái việc mà tạo ra một cái gọi là chênh lệch quá lớn và khiến cho là dòng tiền ngoại tệ của Việt Nam sẽ phải chuyển về Mỹ dưới mọi dạng khác nhau, kể cả tiền gửi cũng như là các cái hoạt động kiều hối. Và thực tế cho thấy rằng là khi ngân hàng nhà nước thực hiện cái chính sách đô la của Việt Nam mà nó sẽ bằng không đó, thì rõ ràng là chúng ta đã mất đi khoảng 25% tổng kiều hối hàng năm. 2015 là 13,5 tỷ, 2016 chúng ta áp dụng, 2017 áp dụng và đến nay đang áp dụng, thì thấy rằng là cả 2 năm qua nó chỉ còn khoảng chưa dưới 9 tỷ đô. Và như vậy là đây là một cái mà là phải lưu ý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.